Công ty trách nhiệm hữu hạn Calvina cần tuyển thợ nữ may công nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn Calvina chính thức đi vào hoạt động từ ngày 3 tháng 5 năm 2011 với 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc. Công ty đặt trụ sở tại lô A2, 9, 10, 11, 12, khu công nghiệp Tân Hương, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang với ngành nghề hoạt động chính là sản xuất và xuất khẩu ba lô, túi các loại. Với việc đẩy mạnh sản xuất hàng hóa dịp cuối năm, công ty đang cần tuyển thêm 20 thợ may nữ. Yêu cầu chung, trình độ không yêu cầu, giới tính, nữ, biết đọc, biết viết, biết may công nghiệp, có sức khỏe tốt, đủ tuổi lao động, thời gian làm việc full time, kinh nghiệm trên 1 năm. Quyền lợi, lương cơ bản từ 5 đến 7 triệu, lương sản phẩm, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Hồ sơ gồm có đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy khám sức khỏe. Thông tin liên hệ, ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại công ty trách nhiệm hữu hạn Calvina, địa chỉ Lô A2, 9, 10, 11, 12, khu công nghiệp Tân Hương, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại liên hệ 0733 937 562. Hồ sơ, yêu cầu hồ sơ đầy đủ, nộp trực tiếp tại công ty. Hạn nộp hồ sơ, mùng 10 tháng 12 năm 2017.